Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Bây giờ cũng tối rồi, em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị về cái dự án IC Network. Hiện tại là họ đã ấn định cái thời gian cụ thể là ra mắt chính thức để cho chúng ta khai thác nha. Nên là em cập nhật cái video này để cho anh chị chúng ta cập nhật cái app, cái thứ hai nắm thông tin để chúng ta bắt đầu khai thác chính thức. Trước giờ khoảng một tháng nay mình đăng ký app, mình sử dụng app này kia các kiểu là chỉ là thử nghiệm thôi. Và hiện tại là đã đến cái giai đoạn là họ hoàn thành xong các phiên bản sửa lỗi này kia các kiểu rồi. Bây giờ tới chính thức, và chính thức này bắt đầu ai kiên trì, ai mà bỏ công sức ra nhiều á thì sau này sẽ hái được cái quả ngọt chị nha. Cái kèo này em nói rất là ngon nha. Kèo này rất là ngon nha. IC là một cái blockchain, một cái hệ sinh thái mới, và nó là một cái đồng coin của cái nền tảng luôn. Rồi bây giờ chúng ta vào Twitter á. Anh chị gõ cho em cái chữ là IC Network nha. Cách đây 8 giờ thì họ có một cái tích nhanh như thế này luôn. Đã IC Network đã có ngày ra mắt chính thức, hãy là một phần của khoảnh khắc thay đổi cuộc chơi. Thì cái thời gian của họ là ngày 7 tháng 7 năm 2023, lúc 7 giờ 7 phút GMT cộng 4. Em cũng chưa nắm rõ là cái cộng 4 này so với cộng 7 của Việt Nam mình á, là nó sẽ chênh lệch bao nhiêu giờ ha. Anh chị nào biết thì comment dưới cái phần mô tả giùm em. Thì nãy cũng tìm hiểu sơ sơ, hình như là cũng là 7 giờ sáng ngày mai Việt Nam mình đó ha. Theo em là như vậy, còn đúng hay không thì em không có biết. Nên là anh chị chúng ta tranh thủ, chúng ta canh canh đó, chúng ta vào, chúng ta cái app chúng ta coi nha anh chị nha. Vào khai thác sớm mình có lợi thế đó anh chị. Rồi ngoài ra ở đây á, có rất nhiều người ta bình luận về cái vấn đề như là bị mất cái đồng IC hoặc là này kia kiểu, thì ở đây họ trả lời rất là nhanh nè. Thì anh chị có thể tìm hiểu thêm nha. Chứng tỏ cái dự án người ta rất là hỗ trợ cho cộng đồng. Anh chị thấy không ạ? Họ trả lời rất là nhiều luôn này. Đó. Rồi chúng ta vào trong CH Play á. Anh chị cập nhật cái app lên ha. Và em nói luôn, hiện tại á, trên cái phiên bản, tức là trên App Store của iOS đã cho chúng ta khai thác chính thức rồi. Tức là có app rồi, thì anh chị chúng ta sử dụng iPhone thì chúng ta vào đó chúng ta đăng ký và chúng ta khai thác nha. Cái video hướng dẫn đăng ký á, thì em để dưới phần mô tả. Anh chị cứ xem đi, tại vì em nói rất là chi tiết về tổng quan dự án, về cái lộ trình này kia các kiểu luôn. Anh chị xem cái đó. Rồi anh chị chúng ta đăng ký nha anh chị nha. Rồi của em thì đã cập nhật rồi nên sẽ không có chữ cập nhật nữa, mà nó chỉ có chữ mở thôi. Mình nhấp vào đây giùm em nè. Bây giờ là vẫn còn thử nghiệm nha. Tới 7 giờ 7 phút 0 giây ngày mai á, GMT cộng 4 á, mới là chính thức. Lúc đó là ai vào khai thác sớm là được sớm. Còn em nói lại một lần nữa, anh chị nào mà chưa xem cái video, chưa có đăng ký cái kèo này mà xem video này được á, thì anh chị nên đăng ký đi, anh chị vẫn còn cơ hội đó. Anh chị vào trễ sau này là tốc độ khai thác rất là chậm nha. Rồi khi anh chị cập nhật xong thì nó sẽ ra cái phiên bản như thế này. Rồi tiếp theo nè anh chị. Anh chị nhấp vào cái hình đại diện phía dưới bên phải. Sau đó nhấp vào cái mục cài đặt. Thì bắt đầu chúng ta nhấp vào cái mục là English. Ở đây đã có phông chữ tiếng Việt rồi anh chị nha. Rất là dễ sử dụng. Chúng ta chọn cái trend nè. Rồi thì giao diện nó hầu như là nó cũng giống như mấy cái cũ thôi. Nó cũng không có gì khác đâu. Đó. Họ sửa, họ cập nhật là họ cập nhật trong cái lỗi, cái cấu trúc kỹ thuật anh chị. Ở đây nè. Rồi. Bây giờ cái điều quan trọng á là làm sao để tăng được cái tốc độ khai thác. Thì ở đây có một số cách. Cách thứ nhất, anh chị nào mà kiên trì, nghiêm túc, chúng ta lấy cái link chia sẻ bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các nhóm trên cộng đồng Facebook, Zalo, Telegram các kiểu á, thì chúng ta sẽ được tăng tốc độ đào nha. Còn ai thích chơi solo thì cứ làm solo không sao. Cái cách thứ hai để tăng tốc độ đào là thiết lập cái cơ chế khóa. Anh chị nhấp vào cái biểu tượng là cái búa này nè. Rồi, ở đây. Ở đây anh chị sẽ thấy, khi em nói lại ha, cái thời gian bên trái của em á là 23 giờ 37 phút, là em còn 23 giờ 37 phút nữa là em vào. Rồi cái lãi suất của em là 6.185 IC. Cái thời gian em khóa là 5 năm. Số dư giữ và khóa là 158.311.64. Ở đây anh chị thấy thì ở đây á, phía trên là cái năm. Anh chị có thể là điều chỉnh, chúng ta là khóa 1 năm hay là 2 năm hay là 3 năm ha, thì tùy chúng ta. Còn ở dưới á, phân bổ ở đây là cái số lượng. Nó giống như B-Network vậy đó. Anh chị nào mà hoặc là một số cái dự án khác là anh chị biết liền. Còn anh chị làm xong á thì tùy, cái này tùy theo khả năng cũng như là cái cách tính của anh chị nha.
Ví dụ như á, em nói cái lợi cái hại, anh chị khóa lâu như thế này ở trên 5 năm và dưới full 100% thì chúng ta sẽ chấp nhận khóa 100% trong vòng 5 năm. Thì khi chị khóa như là vậy á, thì cái tốc độ chúng ta khai thác nó sẽ là được tăng. Và anh chị biết không, cơ chế sẽ giảm theo thời gian. Ví dụ bây giờ có 100.000 người tham gia thì tốc độ khai thác là 1 xi trên giờ đi. Nhưng mà sau này á, ví dụ như tới 1 triệu người, 2 triệu người tham gia thì cái tốc độ khai thác cơ bản nó sẽ giảm. Thì những ai mà thiết lập cái cơ chế khóa lâu và nhiều như thế này nè thì chúng ta sẽ được lợi. Đó. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta có thể khóa 2 năm nhưng mà chúng ta để full 100%, hoặc là chúng ta khóa 3 năm chúng ta để full 100% ha. Dạng như vậy, hoặc là chúng ta khóa 5 năm mà chúng ta để dưới này chúng ta chỉ chọn 50% cái số lượng chúng ta đang có thôi. Thì cái này như em nói đó là tùy theo cái quan điểm, cái sở thích của mỗi người anh chị nha. Và ở đây một điều nữa, thì theo như họ thông báo là tới 2024 là sẽ mainnet mở luôn đó. Nhưng mà đặt trường hợp nếu như tới đó cái dự án mà nó kiểu như chậm trễ không đúng lộ trình đó, thì nó có thể kéo ra 1-2 năm nữa. Thì lúc đó những anh chị nào mà khóa sớm á, thì em nghĩ thì cũng rất là thiệt cho chúng ta. Tại vì nhất là cái tốc độ khai thác chúng ta nó không có cao. Cái thứ hai nữa thì chúng ta bị kéo dài thời gian. Rồi, nhưng còn những anh chị nào mà khóa lâu như thế này, nếu như trong trường hợp dự án phát triển rất là nhanh, rất là ok, và khi mà khoảng tới 2024 như họ nói sẽ mainnet mở và lúc đó list sàn thì giá nó cao, thì chúng ta sẽ không có được hưởng. Tại vì chúng ta khóa 5 năm và 100% thì tới đó chúng tới 5 năm và đúng ngày, đúng tháng, đúng năm họ sẽ mở cho chúng ta theo cái cơ chế mà chúng ta đã khóa ha. Thì cái này á là hiện tại vẫn còn thử nghiệm, còn có thể là em nghĩ là tới khai thác chính thức theo cái giờ hồi nãy em nói đó là bắt đầu là khóa là không bao giờ thay đổi được. Nên anh chị suy nghĩ cân nhắc cái vấn đề này. Anh chị muốn giới thiệu bạn bè người thân thì chúng ta nhấp vào cái mời bạn bè nè. Chúng ta chọn sao chép liên kết. Anh chị nên tạo cho bạn bè người thân đi. Đó. Lấy cái link của chúng ta, chúng ta mời cho bạn bè người thân để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác. Và đặc biệt hen, cái dự án này em nghĩ là sẽ có KYC, nên cái việc chip tài khoản là không nên nha. Ăn chắc mặt bền nha anh chị nha. Rồi ở đây như em có là cái anh chị thấy cấp độ game 6 này xếp hạng toàn cầu 10 ha. Rồi lượt giới thiệu thì anh chị thấy có 2 tuyến, tuyến 1, tuyến 2 thì cũng anh chị ủng hộ em đăng ký dưới theo em thôi. Đó, chứ có ai đâu. Rồi. Tiếp theo nữa. Ở đây áp dụng. Đó thì anh chị thấy nè, cái thông tin này ha. Rồi đây nhóm thì nhóm của mình có ai, có anh chị nào thì em nhìn là em biết hết. Hầu như là người quen không à. Rồi. Ở đây thì anh chị cần phải hoàn thành hết cái danh sách này để chúng ta lên cái level 6. Cái level 6 ở đây thì chúng ta sẽ được tăng cái tốc độ khai thác này kia, hoặc là đạt được một số cái quyền lợi nhất định. Ha anh chị ha. Anh chị nhấp vào cái bốn chấm tròn phía trên bên phải nè. Có một chữ vào khóa là chúng ta thiết lập khóa nè. Chúng ta nhấp lần hai cái chữ thống kê thì ở đây là cái danh sách nè anh chị thấy không ạ. Đó. Rồi. Trợ giúp nè. Đây có cái phần trợ giúp nữa. Thì anh chị nhấp vào nó sẽ đưa anh chị đến cái trang web ha. Rồi nói chung dự án này theo họ nói là không có quảng cáo trên app này kia ha. Em thấy cũng khá là ok. Rồi anh chị chúng ta chưa đăng ký thì nên xem cái video hướng dẫn. Đăng ký em để dưới phần mô tả nha anh chị. Dự án này rất là tiềm năng nha anh chị nha.